Nếu mà xét bây giờ mình xét cô hồn là ai thì có thể xếp các hàng cô hồn phải là vào các hàng ngạ quỷ thì đúng hơn. Thì trong bốn cõi đoạn xứ thì có cõi địa ngục này, cõi thứ hai là súc sinh, và cái hàng thứ ba ấy, trong cái cõi đoạn xứ đó là ngạ quỷ, và cái hàng thứ tư là Atuna. Thì trong cái hàng ngạ quỷ thì ở trong kinh thì Đức Phật có nói đến, như là ở trong kinh về ngã quỷ sự, Thiên Cung sự nói về chư thiên, ngã quỷ sự nói ở trong tiểu bộ kinh nói về các cái hàng ngã quỷ, thì hầu hết trong các cái bài kinh nói về các hàng ngã quỷ này thì đều nói là những cái ngã quỷ đấy do một cái ác nghiệp mà lúc còn sống đã tạo, cho nên khi chết thường hay bị đói khát. Có những cái ngã quỷ thì đói nhưng không ăn được, và thường xuyên cũng khao khát đi xin những thức ăn của các vị chư thiên thiên thần khác, nhưng mà khi thức ăn vào miệng rồi thì thường nó sẽ bốc cháy hoặc là nó biến thành phân thành máu me hôi tanh và không ăn được. Và có những ngã quỷ thì trần truồng đói khát và muốn y áo để mặc, nhưng mà nếu như có ai cho y áo mặc thì những ngã quỷ đấy cũng không dùng được, vì khi mặc lên người nó cũng bốc cháy. Và đấy là cái nghiệp của các hàng ngã quỷ không thể nào thọ dụng những cái vật thực hay là những cái thứ cần sử dụng được, và người ta phải chịu cái sự đói khát đó hành hạ cho đến khi nào cái nghiệp đó hết cạn kiệt cái nghiệp đó thì người ta tái sinh lại cái cõi thiên giới hay cái cõi khác thì mới 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 thoát khỏi cái sự đói khát đó. Vì vậy cho nên là nếu căn cứ theo tư tưởng của kinh Nguyên Thủy thì dù có cúng những cái thức ăn cúng cháo cho cô hồn đấy thì cô hồn cũng không ăn được, nếu như các cô hồn đó mà mình quan niệm đó là các hàng ngã quỷ đói. Có thể là do sau này thì kinh phát triển sẽ có những cái bài kinh nói rằng các cái hàng cô hồn đó dùng được những cái thức ăn là cháo loãng hay là cam lộ thủy gì đó, thì khi đó là tư tưởng của Phật giáo phát triển về sau này thì mới nói rằng là các hàng cô hồn mới ăn được những thức ăn đó, cho nên là người ta mới có cái nghi lễ là cúng cô hồn cúng cháo thôi. Chứ còn nếu mà căn cứ theo tư tưởng của Nguyên Thủy thì các hàng cô hồn cũng không không thể ăn được, kể cả có cúng cháo cũng không ăn được, và cái pháp đó ở cũng không có ở trong thời Đức Phật cũng không có dạy. Đức Phật không có dạy cái pháp về cúng cô hồn hay là cúng cháo cho các cái cô hồn đó ăn thì không có, mà Đức Phật thì có dạy những cái cách làm phước để hồi hướng phước cho những cái cô hồn hay là những cái ngã quỷ đó thì mới có. Thì Đức Phật dạy vua Bimbisara cái cách cúng dường trai tăng để hồi hướng cho những cái thân bằng quyến thuộc là những cái ngã quỷ của vua Bimbisara đó, nhờ cái công đức của cái phước cúng dường đó mà được sinh thiên giới. Thì thời Đức Phật sẽ dạy rất là nhiều cái cách này, và rất nhiều các cái bậc A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất cũng đã từng làm cái việc phước lành hồi hướng đến một cái ngã quỷ là thân mẫu. Trong năm kiếp quá khứ của ngài cũng được thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ đó, và hầu hầu hết những cái thời chánh pháp, thời mà còn Đức Phật và các bậc A-la-hán ấy, thì Đức Phật hoặc là các bậc A-la-hán gặp những cái vị ngã quỷ, các cô hồn này người ta đói khát khổ sở rất là nhiều, và cái cách để cứu độ cho những cái cô hồn ngã quỷ đó là cúng dường nên những cái bậc thượng nhân, như là cúng dường lên Đức Phật hoặc cúng dường lên thập phương chư tăng, cúng dường lên các bậc thánh tăng, chư tăng thập phương, những cái bậc có giới hạnh, có cái đức hạnh lớn ấy, thì để mà hồi hướng những cái công đức cúng dường đó cho những cái ngã quỷ đó thì họ mới được hưởng cái công đức, họ mới thoát khổ đau được. Chứ tư tưởng trong thời chánh pháp là không có dạy cúng cô hồn, không có dạy là cúng cháo, và cũng không có cái chuyện là những cô hồn đó có thể ăn được những cái thức ăn đó. Còn ở những cái thế giới siêu hình như là các cõi chư thiên, đôi khi có một số các vị chư thiên ở như là thần cây, thần đất hay là thì có một số chư thiên có thể dùng được những cái thức ăn của con người cúng dường, mặc dù điều đó là rất là ít chứ không không nhiều, vẫn có một số chư thiên thọ nhận được, họ dụng được những cái món ăn do con người cúng dường, nhưng mà đó không phải là những chúng sinh ngã quỷ. Chúng sinh ngã quỷ thì không thể ăn được, nên là cái việc
Cúng cô hồn thì đó chỉ là một cái tín ngưỡng dân dân gian hoặc là những cái tư tưởng sau này phát sinh. Thì cái pháp cúng đấy nó cũng giống như là những cái pháp bố thí. Nên là ở trên đời người ta có nhiều những cái pháp bố thí, kể cả mình bố thí cho những cái chúng sinh rất là thấp kém, hạn liệt như là những cái loài súc sinh ăn uống cũng tạo ra công đức chứ không phải là không tạo ra công đức. Và những cái thì những cái ngạ quỷ này còn là một chúng sinh cao cấp hơn là súc sinh. Vì vậy nếu như một cái người nào đấy có cái tâm gọi là xả thí, bố thí làm phước, và cái vị đó vì cái lòng từ bi nghĩ rằng là có những cái cô hồn, có những cái chúng sinh đói khát, không có nơi nương tựa, không có thức ăn uống, vậy cho nên là bày biện ra những cái thức ăn đó để bố thí, cúng dường để bố thí đấy cho những cái chúng sinh đó, thì đó cũng là một cái tâm bố thí. Thì cái tâm bố thí đấy nó cũng tạo ra công đức cho cái người làm cái việc đó. Nhưng mà cái người đó nên làm cái việc đó với gọi là thiện tâm hợp trí tuệ, tức là mình hiểu ra được rằng là đây là một cái pháp tạo phước, giống như là cái sự bố thí hay là cúng dường, để tạo ra cái công đức từ cái tâm, xả thí của mình ấy, thì mới có công đức. Còn như những cái pháp mà dân gian người ta làm, với cái tâm mê tín, người ta nghĩ rằng là có những cái vị cô hồn sẽ lao vào ăn, rồi là sẽ có những bậc thánh nhân đứng ra chia chác những cái thức ăn đó cho các cô hồn, rồi các cô hồn đấy ăn xong rồi sẽ phù hộ độ chỉ cho mình được những phước lành này kia, thì cái đấy nó lại trở thành một cái pháp mê tín. Thì mê tín hay chánh tín nó còn do cái trí của cái người làm cái việc đó có hiểu đúng hay không. Người nào mà hiểu pháp và hiểu đúng pháp và làm cái việc đấy thì vẫn có phước. Còn những người nào mà không hiểu pháp hay là hiểu theo cái lối dân gian ở thế gian mê tín dị đoan ấy, thì làm cái việc đấy lại tạo ra cái tà kiến, tạo ra cái mê tín tà kiến nhiều hơn. Nên là quan trọng là cái người làm cần phải hiểu thì cái phước sẽ cao hơn, còn những người không hiểu thì cái phước sẽ rất là nhỏ bé.